Chào các bạn, là ông Minh ở vườn xương rồng Long Minh. Hôm nay là có thời gian thì vào mùa nắng này thì cây xương rồng nó hoa nhiều, thì đó là thời gian mà các bạn thuận tiện cho việc các bạn thụ phấn để lấy hạt và giữ hạt và tạo ra những cái cây xương rồng đẹp hơn và có riêng cho riêng của mình. Đây đây là những ví dụ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đây là cái vườn những cái vườn là trồng 2 năm những cái cây xương rồng giữ hạt của mình. Thì để các bạn muốn có được những cái xương rồng riêng của mình và giữ hạt đẹp thì các bạn nên thụ phấn các loại với nhau. Đó, khi đó có trái thì các bạn giữ hạt thì nó ra những cái cây đẹp. Thì các bạn nên chọn những cái yếu tố, ví dụ cây, ví dụ đang ở đâu cây ghim. Thì hôm nay mình thụ phấn là cây ghim, là mình có một cây ghim Miha mà lem và một cây LB Lai lem, vì có hoa. Để yếu tố mà hôm nay mình thụ phấn á, là nó có hoa trên trên những cái phần lem, cái cạnh này cái lem, thì để và mình thụ phấn để mục đích. Và đây là một cây Crest, thì mình để mình thụ phấn để mình lấy yếu tố là cây Crest và cây lem. Thì thụ phấn những video trước các bạn xem rồi, thì đơn giản các bạn chỉ cần dùng cỏ các bạn được thụ phấn. Các bạn cũng có thể dùng nhíp thì các bạn cũng thụ phấn được. Thì hôm nay mình sẽ thụ phấn, mình muốn lấy yếu tố là cây cây Crest này, mình lấy phấn phần lem này, mình thụ cái Crest để nó có những cái màu ra những cái trái có yếu tố lem và Crest, và mình gieo thì mình sẽ được những phần trăm nào đó những cái cây có Crest. Và đây mình cho các bạn xem, đây những cái Crest, đây những cái Crest mình gieo từ những cái cây này, hạt cái này 2 năm trước. Thì mình sẽ lấy phấn nhẹ nhẹ từ cái cây lem này, đúng không? Mình sẽ bỏ qua cây Crest. Và các bạn yếu tố các bạn nên đục những phần ở ngoài để cho phấn rớt xuống, dính vô cái cọ và mình nó rớt xuống ở trong, có nhụy ở trong. Thì thường đối với những cái cây các bạn thụ phấn thì các bạn nên nhớ là có loại như ghim, lobi hoặc các loại khác, các bạn thụ phấn vào thời điểm nào. Thì đối với cây ghim á, thụ phấn thì các bạn nên thụ phấn từ thời gian từ buổi trưa, là từ 12 giờ đến 2 giờ, 1 giờ rưỡi chính xác nhất, là nơi có nắng nhiều. Thời điểm 1 rưỡi 2 giờ kém là thời điểm đó nắng nhiều. Thì vì sao nắng nhiều thì phấn nó sẽ nhiều, nó thì các bạn thụ á, thì cả khả năng lên đậu rất cao. Thì sau các bạn phụ thì các bạn để một thời vài ngày, nếu có như vậy, nếu cái hoa nó không đậu thì nó sẽ rất khô như thế này, còn nếu có nó đậu thì nó sẽ có trái như thế này. Thì đây đây là cái cách mình thụ phấn kim này. Thì các bạn xem video á mà thấy hay á thì các bạn nhớ ủng hộ mình và xem nhiều. Như video mình cũng có làm rất nhiều video rồi, những video về hướng dẫn rồi, nhưng hôm nay tình cờ thì có những cái cây hoa đẹp, thì mình thụ phấn, mình làm video luôn. Thì sau thời gian dài thì các bạn gieo hạt thì bạn sẽ có nhiều hộp, ví dụ như thế này, hoặc là như bên này, hạt như này, thì rất nhiều, mình gieo rất nhiều các bạn. Và đây, và mình các bạn có thể gieo xong các bạn ghép. Đây, đó là những cái cách nhân giống xương rồng cho nhanh và lẹ và có những cây xương rồng đẹp riêng của mình. Các bạn xem video nhớ bấm cho mình một like và ủng hộ mình, comment cho mình, chia sẻ cho mình.
Mình ở là Hồng Minh ở vườn Sơn Đông Đông Minh. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.